Đã trở lại kênh Thôn Nữ Miền Tây của mình. Ngày hôm nay mình sẽ cùng Dung và bé Nhi chèo chiếc xuồng qua bên sông bên kia để mà hái dưa leo và để làm cái món dưa leo hấp. Xin mời tất cả các bạn cùng đi chung với mình với Dung và Nhi nha. Đây con rửa gỏi cho con. Nước. Đang cái cầu đánh nó dễ lên đây. Lên cái cầu khỉ này nữa hả? Cầu sao lên được đây nè. Đi lên cái cầu khỉ này được nè anh. Lên cầu cái gì? Anh ơi, cái cây gì kìa? Cái cây này ngứa nè. Anh đừng có đưa vô cái bụi đó ngứa gãi. Nó vô gì vậy trời? Xuống đây ta nắm cây ta lên. Cái cây phấn mèo đó. Biết rồi, chị có biết cái cây đó rồi. Mấy cái phấn của nó. Trời ơi, mà lấy cái lông nó mà dán lại mưa nó rồi. Có sao đâu. Chị đừng có giỡn giỡn là không có cho theo hay gì. Các bạn á, ăn dưa leo tại vườn á, rất là ngon, rất là ngọt. Trong lúc tranh thủ lúc trời mưa thì mình với Dung á bẻ lén vài trái núp vô cái cây này để ăn. Ăn dưa leo ngọt lắm Dung. Ngọt đây à. Đây là trái dưa leo non. Mình chút bé xuồng nó thấy chạy. Mày cho to. Nó có chuối nữa gì không? Chuối, dùng chuối. Hình như có hoài rồi chạy. Không phải chuối đâu. Chín không? Ăn chuối trên cây luôn. Nước nó chạy lắm coi. Ngon không? Ừ, chạy lắm coi. Có muối chanh ăn ngon. Cái này à, muối tiêu chanh đó. Muối tiêu. Chấm vô một cái. Ăn liền. Nhiều quá kìa. Vì bé có nhiều gì ăn luôn. Tụi con thích ăn trên cây vậy nè. Ăn trên cây gì rất là ngon. Ngọt. Nó giòn. Như đây nó giòn, mới bẻ là nó có độ giòn. Kìa như cắn, chưa có gụp luôn. Nó à, thấy chưa? Ngọt quá. Con cắn cái gì? Ý gì không gì? Có chín nào. Mà vậy là bé ăn cái gì? Ngon quá. Ủa anh kia sao nó đi bên đó không vậy? Ủa? Anh nào đâu á, đâu phải anh mình. Ngon quá. Nó giòn. Bự bự mình xuống xuống vậy đó nha. Cái này luôn nè. Cái vườn dưa leo này nó gần tàn rồi các bạn ơi. Gai không mà nha. Có nhiều phấn ở trên cái trái dưa leo luôn. Đây. Trái này được ông gì ăn? Đi con. Được. Vừa hái vừa ăn luôn á. Cái trái dưa leo nó ngộ quá nha. Trái dưa hấu á. Nó xíu à, mà nó trong vo à, nó không có dài.
Nữa sau khi mình thu hoạch mấy cái trái lớn này hết đó, còn mấy cái trái dưa nụ mình nhỏ nhỏ đó, người ta khi thu hoạch hết cái trái lớn người ta mới thu hoạch cái trái nhỏ. Hai ngày Tết không biết đâu, ta làm dưa dưa Tết. Ba lô. Đẹp lắm, nó dài. Đâu? Nè. Nó dài gì nè. Dài dài bự bự á. Ôi, to ơi là to. Ồ, trái này giòn ngon nè. Dưa to gọi là dưa heo. Dưa heo. Dưa to gọi là dưa heo. Cái dưa vậy. Ừ. Cái này ngon. Cái này ngon. Nó đậy gỗ rồi nha. Dạ. Nó đậy gỗ rồi. Thu hoạch xong chưa? Cô ba nhà mình ơi. Ơi đủ rồi. Dạ dạ. Em bẻ chút xíu mà. Dạ. Để đúng ở đây ra trời cái dưa đó mà bẻ một tí. Dạ. Ở đây đẹp lắm nè trời. Đúng rồi. Giờ An với bé Nhi với Dung gia đình anh Tý đã hái dưa leo xong. Xin mời các bạn về cùng làm món dưa leo với mình nha. Về cô ba Dung ơi. Về chị ơi. Thấy nhiều rồi nè. Về đi ăn luôn. Ngon quá. Nó nụ. Này người ta làm dưa ngày Tết rất là ngon. Sẽ có một dịp em sẽ làm cái món dưa cho các bạn nha. Ăn dưa leo không lo bị mụn. Đẹp phụ da. Phụ lại cho người ta bơi da. Ủa ta chung nhậu vậy sao? Ta chung trời. Được con. Chưa mà con mới bẻ đắp mặt rất là đẹp. Có rất nhiều vitamin trong cái leo này. Dưa này nó rất là nhiều mủ. Khi mà con bẻ trên cây xuống nó rất nhiều mủ luôn. Cái mũ đó con đắp lên mặt đó làm cho da mặt mình rất là đẹp. Lại lại tặng về cho tại xuống đừng có. Có gì sẽ xuống cái gì đó. Từ từ. Rồi chị tốt rồi. Gọi về tầm làm cho bé Nhi ăn. Bé Nhi đang phụ giúp mình bằng tỏi. Bé Nhi cả này tăng đô rồi, bé Nhi ăn tỏi nhiều quá.
cầm thì mình phải cắt nhuyễn ra, thịt nó mới rời ra được. Còn nếu mình để nguyên miếng mà mình bầm luôn á thì nó sẽ dai, mình kéo ra mình để dồn vô thì nó sẽ bị dính lại. Thấy gì?
Dưa leo này hái tại vườn, bởi vì nó rất là non. Ăn rất là ngọt. Trái này mình sẽ tỉa bông. Tại vì mình đã rửa trước khi mình làm để con rửa tại là nó lạnh, nó lạc á, lạc cái dưa leo của mình á. Ủa, gì Dung cắt chị con có thấy hành bông gì đâu gì Dung? Để xem đi, chút xíu cái gì Dung sắc mỏng thì này là con sẽ thấy cái bông liền nè. Chờ xem cái nó. Để băm thầm đất để mình đi đầu tiếp. Mình ngủ xuống làm gì không? Cắt băng xong rồi chị
Dòm xuống cái nó bung vậy. Sao mình Dung nó làm xong cái thằng bay. Rồi Dung sẽ làm tiếp thôi. Cái miếng thịt kìa. Không Dung mà nó nhớ nó khỏe. Nhưng mà mình ngồi ăn tại chỗ nó ngon lắm. Còn ngay à. Cái loại mình đang được mấy trái nó ngon đó. Ngon. À tiếc là hồi nãy mình không có đem chén nó tiêu heo chứ. Mà sao nên mình ra đó mình đem theo chén nó tiêu. Ngon. Ăn cái đó là được ăn chim cây luôn á. Mẹ mấy cái dây leo này nè. Mình làm mặt nạ mắt mặt nó dưỡng da. Mình bẻ tại vườn á thì nó sẽ tốt hơn là mình mua ngoài chợ. Thơm mùi thật quá gì vậy? Giang làm nó thật bằng nè. Khéo luôn. Hết đầy đủ gia vị luôn à. Được. Còn nhiều thịt có gì không anh? Trước mình nhờ viên á. Mình nhờ viên đó mình để vô mình hấp viên. Nhưng mà mình làm thịt chờ viên á. Sao mình đã dồn thịt xong, bây giờ mình coi nước thôi. Chưa đâu mình hấp đây. Dẹp cái này cái. Mày cái gì ơi? Thank you.
Chị kêu chị ăn cái gì vậy? Sao trong người á? Ngon dữ hả? Em không được cho em qua khéo tay dữ hả? Mà cả nhà ăn cơm nha cả nhà. Mới ngủ thức dậy cái có cơm ăn liền. Nay trời mưa cảm giác lạnh quá à. Ăn cái này vô cái ấm người luôn. Cô ba trang trí đẹp dữ ta. Muốn ăn thêm miếng nữa. Đường lắm đi á, mà không làm đường thịnh quá thịnh luôn. Dạ. Chiều nay hai mẹ con mới đi làm gì ạ?
kìa, mẹ nó ra kìa. Mẹ hả? Không, mẹ trong nhà. Chết rồi, nó té rồi. Mình nghiệm nhớ ghê. Chà mua đi nó còn. Anh là chị ăn thử cái băm đó chị. Nha, anh nhí. Ăn thêm củ cải. Bồi bồi ngon. Củ cải nè. Củ cải rất ngon. Thấm vô nước thịt. Ăn xong đi, mấy chị em ra nhà mấy lòng chè. Nào chị đang ăn về. Các bạn nhớ làm thử món này xem cái hương vị như thế nào nha.